Thế các bạn này nhìn kiếm nhẫn không? Kiếm đang học đâu nhỉ? Đâu rồi? Kiếm đang học đâu? Một bạn duy nhất rồi á. Tôi cũng đang lý về ngành kiếm đang học. Em đang chờ xem là gì? Em ra làm ngành truyền thông. Ok. Vậy thì những người làm truyền thông có cần phải học kiếm đang học không? Có không? Có. Rõ ràng. Đúng nhỉ? Ngành kiến trúc học giúp các bạn phát triển trong một số lĩnh vực liên quan đến truyền thông, đối ngoại, du lịch, xúc tiến đầu tư, đúng không? Yeah. Bạn cũng quá cô. Yeah. Nhưng mà thú thật, cạnh tranh không nhiều, bởi vì cánh cửa bạn hẹp hơn rất nhiều so với ngành khác. Thế thì đại học năm đã bao giờ nếp mình cho các bạn biết là ê, hiện nay có bao nhiêu trường đang đào tạo ngành kiến trúc học? Và nơi nào là nơi mà khi các bạn ra trường các bạn xin được việc? Yeah, đây là tôi đặt ra câu hỏi cho các thầy và trò để các bạn xem ồ sẽ làm gì. Khó cực kỳ đấy. Định hướng của con trai thôi đã học lớp 9, con không cần làm chính giỏi ngay từ mẫu giáo. Tôi đã nói chuyện với thầy mẫu giáo không cần làm giỏi, nhưng ngay từ lúc nhỏ mẫu giáo con tôi đã dạy kỹ năng sống cho cô giáo của nó. Tôi dạy nó kỹ năng sống cái gì? Kỹ năng sơ cứu bị bỏng, cô giáo bị bỏng không biết làm gì, nó dạy lại cô. Và khi tôi dạy các bạn sinh viên ở ngoài cộng đồng ấy, rất nhiều người không biết kỹ năng sơ cứu bỏng, đơn giản là bỏ bô. Nhiều vô kể không biết là sai rất nhiều. Đừng tưởng là đơn giản đấy các bạn đúng nhé. Các giáo viên, các anh chị có trình độ văn hóa cao khi học lớp của tôi không biết xử lý sai cực nhiều, nó tạo ra một khoảng trống kỹ năng rất thiếu và yếu trong sống kỹ năng. Thì trường Long sẽ giúp các bạn trở thành anh đây, đúng không nhỉ? Các ngành nghề các bạn lựa chọn tôi chỉ liệt kê là một vài thứ thôi, tất nhiên nó không thể đúng được, nhưng xin lỗi các bạn, làm nhân viên chính phủ nói thẳng bụng bẹt luôn, không phải các ông cháu cha hoặc rất nhiều tiền, đừng đúng không? Cái việc mà tuyển dụng công khai có, tôi khẳng định là có, nhưng không phải là tôi không bảo cho các bạn, đúng không các bạn? Xã hội đã hiểu điều đấy đúng không? Phi chính phủ đang nghề một đi, thị trường cực kỳ khốc liệt, cực kỳ khốc liệt. Và nếu các bạn không có ngoại ngữ, cánh cửa phải bị đóng chặt lại, bạn chỉ là cái một vài tổ chức phi chính phủ Việt Nam, không cần nhiều ngoại ngữ. Thế thì tương xứng với nó là đồng lương, là môi trường làm việc, là các quỹ phúc lợi khác. Bởi vì các tổ chức phi chính phủ Việt Nam cũng giống như công ty Việt Nam thôi. Chưa? Nhân viên công tác xã hội hiện nay đang là cánh cửa mở toang cho công. Nhưng hiện nay mới có nhiều ở các đơn vị nhà nước. Còn ở bên ngoài các bạn làm cho một tổ chức phi chính phủ, còn doanh nghiệp vô cùng ý luôn. Các doanh nghiệp mà bảo tuyển nhân viên ra sau không biết làm gì, chị không tin là bên trung tâm của Đề Thành sau này đi tiếp xúc với các đơn vị doanh nghiệp sẽ hỏi họ anh chị có tuyển nhân viên ra sau không? Có một gợi ý, để đây tôi gợi ý trung tâm, tất cả nhà máy họ có một bộ phận, còn bộ phận CSA, bộ phận đấy liên quan đến trách nhiệm xã hội, nhưng bộ phận đó bất kỳ một ai tốt nghiệp học đều phải làm, tức là họ đảm bảo đời sống công đoàn không, họ đảm bảo kỷ luật lao động, học tập nâng cao và làm nhiều việc khác liên quan đến gọi là công việc không thể kể hết được. Bộ phận CSA cho các nhà máy, khi tôi làm việc với công ty Hàn Quốc, bộ phận đó tuyển người việc đầu tiên ngoại ngữ, tiếng Anh được, tiếng Hàn được, mày biết phải biết ngoại ngữ, bởi vì là người công chủ mà là người với doanh nghiệp bên ngoài, người đối tác bên ngoài, tiếng Anh đấy. Đấy, đây là tôi gợi ý cho các bạn, được chưa? Bộ phận CSA rất quan trọng cho các doanh nghiệp, và đặc biệt đối với doanh nghiệp FDI quan trọng cực kỳ luôn, theo tiêu chuẩn của đơn vị đặt hàng.
họ phải cần cái bộ phận đấy. Và khi tôi đi đào tạo cho họ kiến thức và kỹ năng là cả vấn đề trầm trọng, còn có người làm rất đông. Tôi muốn chia sẻ với bạn, đây là một slide rất quan trọng của tôi. Bất kỳ một ai đó đều phải có kiến thức, là cái các bạn tự học. Và đối với quan điểm của thầy, tự học là thứ rất quan trọng. Các thầy cô giáo ở trên quốc gia thì là người bảo các bạn thôi, các bạn phải tự học ấy. Bởi vì cái gì không biết thì tra Google. Thời các bạn hoàn toàn khác thời của tôi, của thầy Quỳnh thế này. Thời các bạn internet mở cái cửa vô cùng lớn. Và sinh viên của học với tôi cãi thẳng mãi. Thậm chí một cái gì mà thấy họ không nghi ngờ và xin các thầy cho dùng điện thoại, lan đi ra đi. Em muốn tra này sẽ thầy nó đúng không? Ok. Và nếu tôi sai thì sẵn sàng đúng không? Tôi xin lỗi sao? Rất may chuyện này chưa có. Kiến thức là một chuyện, nhưng kỹ năng là câu chuyện hoàn toàn khác. Khác biệt vô cùng tận. Đấy nhỉ? Tôi chỉ xin kể các bạn là sinh viên thì các bạn phải nắm một vài kỹ năng cơ bản nhất. Một là kỹ năng giao tiếp. Hai là kỹ năng quản lý thời gian. Ba là kỹ năng lập kế hoạch. Một kỹ năng cực kỳ quan trọng và các bạn thiếu yếu, xác định vấn đề, giải quyết vấn đề. Rất nhiều sinh viên không được dạy kỹ năng quản lý cảm xúc, cho nên chủ và mắng cái đập dép, đập bàn, đập ghế, bôi về không làm. Các bạn có người thương không? Được chưa? Kiểm soát cảm xúc là thứ rất quan trọng. Và một thứ còn quan trọng hơn tất cả khi mà đi tuyển dụng, kinh nghiệm của em là gì? Họ sẽ hỏi kinh nghiệm đấy. Và tôi khuyên các bạn nên nhanh chóng kết hợp với thầy Hành ở bên trung tâm. Và thầy có chiếu để quấy là dẫn các bạn đi gọi là factory tour đúng không nhỉ? Đi đến nhà máy tham quan xem là họ có những bộ phận gì. Ai bộ phận nhân sự, trưởng tôi thoải mái sinh viên rất giỏi. Bộ phận phiên dịch, ui, hàng nó chém như gió luôn. Nói tiếng Hàn như tàu thôi. Được không nhỉ? Và các bạn ngành như đang học, ok, bộ phận đối ngoại. Các bạn ngành công tác xã hội, ok, bộ phận CNA để nói. Phải dẫn các bạn đi vào nhà máy như thế. Và các bạn biết là à, các bạn đang có cơ hội gì chứ. Và họ cho hỏi, ê, và em đi làm gì? Hỏi em đi bán hàng. Cần nhắc lại. Phải đi bán hàng, cần nhắc lại. Ô không, em đi làm tiền nguyện cho các tổ chức phi chính phủ. Ok, tốt, cực tốt. Không, em là một tập sinh của một nhà máy. Ôi, cực tốt. Em đi bán hàng, kiếm tiền. Không ăn thua. Chỉ là kiếm tiền. Nhưng nếu bán hàng mà được một số đơn vị họ đào tạo về kỹ năng bán hàng thì là rất quan trọng. Tùy nhá, đừng nghĩ rằng là người làm bán hàng là không ok đâu. Có nhiều người cực kỳ ok. Mở rộng mối quan hệ thì bạn sinh viên đó nói đi bán hàng mà có quan hệ, cho nên các bạn phải nắm được cái chân thang về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thì các bạn rất tự tin khi đi xin việc. Và tôi khuyến khích các bạn ở mục thứ hai của các bạn, kỹ năng và kinh nghiệm. Năm thứ hai mà các bạn học nhiều cơ hội lắm, cố gắng lên, được chưa? Nhớ là kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Còn người Việt Nam có một điều rất tệ, đó là tính khôn vặt. Khi đi làm việc, cái khôn vặt đấy của người Việt được dạy từ bé. Cô giáo dạy học sinh nhỉ? Đánh cho một cái, tát cho một cái. Về còn nói bố mẹ là cô đánh nhá, thầy đánh nhá, bảo nó ra khỏi cửa. Nhớ chưa? Có đúng như thế không? Có đúng như thế không? Ok. Ngủ hết chưa? Có đúng như thế có xảy ra thế không? Không như thế à? Ok. Thế à? Có rất nhiều. Đó là tác trẻ thẳng hồn. Ok. Dạy trẻ con có dùng tụi bé. Và ngay hôm vừa rồi là con tôi đang lên vào lớp 1 mà có một câu chuyện tồi tệ ở sách tiếng Việt tập 2. Hai đứa trẻ không nhìn thấy bố
tôi nhìn thấy, nhưng mà đứa kia chạy khỏe hơn anh ơi, ra chụp lên quả bướm. Chụp đấy, hai đứa giành nhau nhưng không biết đứa nào được quả bướm đó. Gặp người đi qua là phân giải, à có người phân giải rồi, người này phân giải. Thế giờ phân giải thế nào? Quả bướm này được chẻ làm đôi, tách vỏ cho mỗi đứa một nửa vỏ thôi, còn toàn bộ ruột của quả ao được. Vì tao là người phân giải. Và trong đoạn văn mảnh tàu rất rõ ràng dạy học sinh từ mấy anh về chuyện khôn lỏi bất dạy. Sách tiếng Việt lớp 1 tập 2 rất nhiều thứ dạy cho con từ mấy anh chơi lớn cũng bố làm bất dạy đấy, đi làm chỉ giỏi cắt thời gian, còn làm cho bọn Nhật là câu giờ để lấy tiết kiệm overtime, nó biết hết. Cho nên thay vì tao trả cho mày 15 triệu, bố mới trả lại 5 triệu thôi. Cho mày ăn cắp vặt rồi mày có thêm những overtime, mày lên đến 7-8 triệu thì là hết. Tinh thần trách nhiệm, làm việc cực kỳ tồi tệ của người Việt luôn. Lúc nào cũng đùn đẩy bóng sang cho người khác. Việc này anh em đi không phải việc của em. Khi tôi trưởng thành, tôi lên giám đốc dự án là tôi đi từ trợ lý dự án trở đi. Thế là làm hành chính, photocopy, đặt xe, cơi phương tiện máy bay. Và khi tôi làm quản lý, không chỉ đơn giản là quản lý, tôi làm kỹ thuật nữa. Một số bạn làm quản lý cho các tổ chức phi chính phủ bảo em chỉ làm quản lý thôi, hết chỉ lại mày thực hiện. Còn tôi vẫn được các tổ chức mời làm kỹ thuật, làm chuyên gia. Đừng chê công việc hành chính đơn giản, các bạn học từ đó. Và khi tôi làm photocopy hay là đặt vé xe, tôi làm khác kiểu người khác. Tôi chỉ kể các bạn, khi tôi là sinh viên trường y mới ra trường, bỏ bệnh viện đi làm cho một tổ chức phi chính phủ, một chị đến bảo chúng ơi, cơn phơ vé cho chị năm 2001. Tiếng Anh thì hiểu cơn phơ mà các bạn hiểu cơn phơ vé mà nay tức là gì? Tức là khẳng định. Cơn phơ là khẳng định. Tôi cũng hiểu thế, gọi điện lên lại đi vé. Dân tin thơ, alo chị Quỳnh à, em có một vé là của chị là Nguyễn Thị Ngọc, xếp cô của tôi. Bay đi Đà Nẵng từ Hà Nội, đúng chưa? Ngày giờ này nhá. Chị ơi, chị xem đúng không? Có đúng không chị Ngọc bay không? Chị kia bảo đúng chị Ngọc cơ. Ok. Chị Ngọc cười ngất. Mày phải cung cấp thêm thông tin cho nó. Nếu không muốn tên của nào. Đấy là khỏe. Và tiếp theo là phách. Đúng không nhỉ? Ê, Dũng, đi phách. Văn bản này, Dũng vào Sài Gòn. Phải học và cả kỹ năng đi phách quân bản. Đưa ông bản, phách sau một bản, đặt vào máy phách, phách đi, xong, ngồi chờ. Vậy mà các bạn không biết gọi điện. Alo Quỳnh ơi, tớ vừa phách của các bạn văn bản của Trung tâm Đại học Doanh nghiệp kết nối tổ chức vào ngày chủ nhật này làm việc với thầy Dũng nhá. Phải gọi điện, khẳng định xem là người ta đã nhận được phách chưa. Không làm việc cực kỳ đơn giản. Tôi chỉ lấy những ví dụ cụ thể nhất để mà thấy rằng các bạn khi làm những văn phòng họ cho mày làm thử đấy, một ngày làm thử thì nó sẽ làm cho một số việc nhìn cái mày biết làm được không mày ao. Thế nên là một số bạn sinh viên rất tự hào mà tôi giỏi lắm đấy nhở, tôi làm ở công ty được 2-3 năm rồi, tại sao bạn Quỳnh mới vào làm này được xem rất nhanh? Ok, sẽ bảo ok rồi là xong ra cùng nhá, em liên hệ với anh đối tác để xem ngày mai họ đến làm việc với một trường sinh viên của Việt Nam học công tác xã hội. Đấy, và Quỳnh bảo ok, đơn giản ra liên hệ. Vâng, anh ơi ngày mai họ không đến, thế giám đốc quyết định đi là hủy thế nào? Xong ra cho anh Thành liên hệ với đối tác. Thầy vào gặp giám đốc, thầy Quỳnh. Thưa thầy Quỳnh, ngày mai quay tôi với chúng sẽ đến trường mình vào lúc 8:15 và anh đi bằng xe máy. Em sẽ nói anh đấy ở cổng trường và anh ấy trao đổi chỉ trong vòng 1 tiếng thôi. Hai câu chuyện anh Thành và chị Quỳnh giống nhau hay khác nhau? Khác nhau một trời luôn. Và đó là lý do vì sao chị Quỳnh không thể được cân nhắc và anh Thành còn rất trẻ nhưng lại được cân nhắc. Một việc rất nhỏ thôi
và không ai dạy các bạn chuyện đấy đâu. Tự đi làm học hỏi kinh nghiệm. Các bạn có kinh nghiệm đấy không? Và đã bao giờ chúng ta phát long đặt các tình huống đây là một chuyện sản xuất, tôi là chuyên trưởng, là quản đốc và dạy các bạn thực địa luôn. Đó, bạn công nhân mới, đây là công nhân cũ, dạy các bạn phải ứng xử với chuyên trưởng như nào, với công việc như nào, trách nhiệm của bạn ra sao. Bạn này, anh chuyên trưởng ơi, cho em 1 giây về đón con nhá. Các bạn cũng là bạn cũ. Anh chuyên trưởng, hôm nay là con em, nhưng mà em đã liên hệ nhờ được người đón con rồi, em sẽ cố gắng hoàn thành một sản phẩm này. Bài học về tinh thần trách nhiệm. Ai chả có con về đó, đúng không? Mày có con, tao có con, tao sinh với mày. Lừa dối thằng con ở ngoài đời. Khi mà dạy không cần phải lý thuyết chiếu bao vôi, thực tế mà đấy, phải như thế chứ. Con kiểu dạy mà chiếu bao vôi, tôi đi dạy gần như là chiếu bao vôi. Tất cả các bài của tôi gần như là chơi trò chơi. Học xong rồi rút bài học, không phải trò chơi. Xong, chả gì chết gì cả. Tôi có 15 tiết, 15 buổi rồi 15 tiết. Trước khi học, nêu mục tiêu, phát nguồn tài liệu và làm bài đọc đi. Sinh viên, được mấy người đâu. Sinh viên của tôi chả mấy người tôi đi. Toàn cắm mặt vào Facebook. Ở hội trường này có bạn nào không cài Facebook lên trên điện thoại di động giơ tay. Một người, hai người, các bạn dùng điện thoại thông minh không? Các bạn không buồn được làm nhân viên của tôi. Rất nhiều nhân viên đến văn phòng, khối văn phòng. Việc đầu tiên ra không phải là kế hoạch ngày hôm nay là việc 1 A B C D là việc gì, tính là thế nào, trong bao lâu với ai. Không, việc đầu tiên mở mạng vào website, vào Facebook. Và trong giờ học thì gặp chat. Ê, Quỳnh ơi, hôm nay ở cửa hàng cái gì được Nguyễn Xuyên, đường đèo Thăng Long, có cái váy đẹp lắm đưa ra, đi ra với tao nhé. Thế Quỳnh ơi, đi cho em về sớm 10 phút, hôm nay đi đón con. Đâu không nhỉ? Thế ở các bạn là thế hệ của công ty. Tôi không bỏ lỡ tuyên dương hai bạn là không cài Facebook là tốt đâu, cũng phải. Còn các bạn cài Facebook, quan trọng chúng ta sử dụng nó như thế nào. Đấy là điều quan trọng. Các bạn lưu ý slide tiếp theo tôi nói các bạn. Các bạn đang ngồi ở trong trường đại học nào? Trả lời cho tôi hai câu hỏi. Bản thân bạn có thích học cái ngành các bạn học không? Hiện tại này có, nếu bạn nói có là ok, tốt. Bản thân bạn có khả năng học không? Bởi vì đôi lúc bảo ê, mày đi một khoa hàng đi, trường đấy là gen trường công việc. Bản thân mình nhìn đi ngoài tốt không? Không có khả năng được ngoài nước. Bản thân nó phải là nó không tốt. Câu hỏi này không có giỏi bản ngữ đâu. Đúng nhỉ? Chỉ giỏi về công việc kỹ thuật chân tay. Thế mà cũng bảo bạn thi vào khoa hàng. Mấy anh diễn viên Hàn Quốc đẹp trai gì đó. Được chưa? Và trong quá trình học xong, ra trường đi làm gì? Thì không có khả năng học tốt. Kém. Các bạn phải trả lời cho tớ. Khi các bạn đang ngồi ở trường đại học Thăng Long này, trả lời tớ cái câu này. Được chưa? Sau khi xong rồi, các bạn ra trường, trả lời cho tớ ba câu hỏi. Nghề công tác xã hội, ngành truyền thông, làm phiên dịch, có phù hợp với các bạn không? Bạn có khả năng làm nghề đó không? Đấy là chuyện quan trọng. Và ở tại khu vực xã hội và địa phương của các bạn sống làm việc đó có nhu cầu cần ngành đó không? Ở bên Hà Nội này tiếng Hàn 3.000 luôn. Để xem nhỉ, các bạn cạnh tranh được không? Chờ lại đi. Và có bao nhiêu công ty, tổ chức cần tuyển người giỏi tiếng Hàn? Phải lập một website, phải lập một bản đồ, chúng tôi cần gọi là mapping. Ở cái đất Hà Nội này có bao nhiêu, hoặc là Thăng Long kết hợp với các tỉnh này khác, ví dụ về Phú Thọ, Vĩnh Phúc chẳng hạn, rất nhiều doanh nghiệp hàng. Thế là một cái mapping xem nào, ở đất Vĩnh Phúc này và Phú Thọ có bao nhiêu doanh nghiệp hàng? Đã kết nối được với bao nhiêu doanh nghiệp rồi, hay là việc thẳng trực tiếp với ban điều hành khu công nghiệp để đưa sinh viên của Đại học Thăng Long về và nó bảo là ở
công nghiệp khai quang chẳng hạn, ở Vĩnh Phúc chúng tôi trong năm tới cần 200 người phiên dịch tiếng Anh, thế lúc đấy tăng một giảng chỉ tiêu hoặc là kết hợp đào tạo để riêng mảnh đất với gắn hai chữ Thăng Long đấy sinh viên qua thế nào, ok nhận hết. Còn sinh viên của đại học quốc gia chúng mày sẽ ghét từ sau đi, bởi vì bọn tao được học những kiến thức và kỹ năng này, bọn tao được thực tập từ năm thứ hai vào doanh nghiệp Hàn Quốc để làm thực tập sinh rồi, mùa hè về nhà đi chơi nữa, vào công ty của Hàn Quốc và làm thực tập sinh. Bao nhiêu bạn xác định như thế rồi, thử giơ tay xem. Xuân xa. Khi các bạn nỗ lực như vậy, không cần ai mang công việc đến trao cho bạn, tự công việc sẽ tìm. Đấy à, đấy là câu chuyện của bạn. Đấy là các thầy cô giáo của Đà Nẵng Văn phải biết cách thổi lửa và hỗ trợ các bạn, thay vì chỉ mấy bài giảng trên tao thôi, về học đi, kẻ cố chúng mày. Không chuyện đấy đâu. Khi các bạn đến đây ngồi nghe này, các bạn bảo, thằng cha này nói cái gì nhỉ? Có cần thiết và quan trọng mình không? Không về ngủ cho khỏe, đến đây ngồi ngủ, xem điện thoại làm quái. Không cần thiết. Khi các bạn xác định được trong đầu đấy rồi, nó quan trọng hơn là ô thầy Thành bảo phải đảm bảo khoa này đến bao nhiêu người, khoa kia đến bao nhiêu người theo chỉ tiêu, quên một sân đi. Được chưa? Các bạn ở trên bảng này họ chia ra rất nhiều lĩnh vực kỹ thuật, nghiên cứu. Tất cả sinh viên của Việt Nam học, của công tác xã hội, của khối Hàn đều có thể là lĩnh vực nghiên cứu. Nghệ thuật có làm nghệ thuật được không? Có chứ, phải không? Rất nhiều bạn có năng khiếu về nghệ thuật sáng tạo, thiết kế thời trang, đấy nhỉ? Vẽ đồ họa, đấy sau đây ngành chúng ta sau cũng lại có đâu được, không lại có đâu được. Nhưng đừng có mơ các bạn ngành chúng ta sau nhá, các bạn sinh viên khối A họ chiếm tỷ lệ rất lớn trong những người. Các trung tâm hôn nhân Việt Hàn môi giới hôn nhân bọc rất nhiều và có cần phiên dịch tiếng Hàn không? Có hỗ trợ cho nạn nhân ở bên Hàn bị đánh đập, bị cấm bước lao động, xâm hại tình dục, quỵt giờ, quỵt lương đủ thứ, cần phiên dịch tiếng Hàn quá. Nhưng các bạn phải học kiến thức sâu, thế thì lại đi học thêm về luật pháp, đúng không nhỉ? Về hỗ trợ tâm lý, đúng chưa? Cho nên đối với tôi, sinh viên ngoại ngữ họ chẳng có chuyên môn, ngoại ngữ là công cụ. Bao nhiêu sinh viên ngồi đây có thể giống tôi đánh máy tính không cần nhìn bàn phím, không cần nhìn bàn phím nhá, tôi nói không cần nhìn bàn phím, bởi vì bạn phải vừa phiên dịch vừa thực hiện và phải đánh máy thật nhanh. Nhục nhã cho tôi là khi đi làm văn phòng trong tổ chức phi chính phủ đầu đời, cái kế toán anh coi thường ra mặt. Mày bác sĩ thật đấy, mày đánh máy thì chỉ cần bay tinh. Hồi đó tôi nhớ nhục nhã mạnh mẽ, giống như rất nhiều giáo sư tiến sĩ bây giờ không thấy xấu hổ, cay đắng lắm các bạn. Mình có học hơn ông đấy mà cuối cùng mình coi thường. Mà thời của tôi năm 2000 máy tính là 3 tháng 6 4 tháng 6, tức là bút cái đĩa về 1.44 vào chạy như xe không đông. Internet thì không có, phải kết nối với đường dây điện thoại 1269, tạch tè. Không có phần mềm dạy gõ máy tính, nhục nhã chưa? Ngồi làm việc cạnh anh ấy, anh có gì anh giấu hết. Xin lỗi, không biết anh có giật mình không? Anh giấu nhục cho tôi. Đây là bố mày, email. Được rồi, email bảo vì công việc tôi thì báo cáo. Thế là tôi ngồi quan sát anh ấy đánh máy. Và anh ấy rất giỏi việc sử dụng các phím nóng. Tôi có thể không cần chuột, tôi sử dụng phím nóng. Và phải có mẹo tại sao những cái phím nóng thời đó không có internet, bây giờ lên trên mạng có phím nóng trong Word, Excel, PowerPoint cũng có. Ngồi quan sát và phát hiện ra mẹo của ông đấy. Lọ mọ cả một tuần đó chỉ xin chị xếp cho hành viên báo cáo, đánh máy đủ các loại. Sau một tuần, ok luôn.
một tuần. Khi mà cải lấy lòng tự trọng bị tổn thương, các bạn sẽ có động lực. Thay vì là chờ bố mẹ xin việc sẵn sàng cho bố mẹ đến em vô cùng tồi tệ, là luôn luôn hy sinh cho con cái những vô điều kiện. Không, tao nuôi mày học thôi, mày đi tự làm đây bố mẹ về lo xin việc cho con, lo xin nhà cho con, lo lấy vợ lấy chồng cho con, điên. Phải lo cho bản thân mình này. Ngày mai lấy vợ lấy chồng xong rồi, bố mẹ ốm đau về được mấy đâu? Đúng không? Các bạn nó bắt bất hiếu này, bắt bố mẹ phục vụ mình, vô cùng bất hiếu. Đẻ con ra bắt bố mẹ lên chăm sóc, con mình nuôi bắt ông bà lên phục vụ, bất hiếu. Được chưa nhỉ? Tôi muốn chỉ các bạn một slide rất quan trọng cá nhân tôi từ sáng đến giờ. Đây là các bạn xác định được mục tiêu cụ thể của mình là gì, và các bạn lập kế hoạch với các từ tiếng Anh như này. Đây là bài học rất kinh điển của lập kế hoạch. Thầy ơi, tại sao anh phải học ở cái từ ngành Việt Nam học? Tại sao? Tên em học như vậy, em học cái gì? Ai là người dạy em học? Một giáo viên Việt Nam hay một người Hàn? Dạy các bạn ngành công tác xã hội là những người giống như tôi hay là mấy thầy cô giáo đọc sách? Tôi thừa biết nhiều giáo viên chỉ đọc sách trên khi dạy, rất tệ, đúng không nhỉ? Và em học khi nào? Học buổi ở trường hay đến cấp, hay là buổi tối, hay là đâu đó tùy, ban ngày buổi tối bất kỳ nào, học ở đâu? Học tại trường, đến công ty Hàn Quốc, hay ra bên ngoài gặp công ty lữ hành, đúng không nhỉ? Các bạn ngành công tác xã hội, các bạn học ở đâu? Học tại trường hay tham gia tình nguyện viên cho các dự án đi các vùng biển vào mùa hè? Đừng tham gia vào mấy cái trò tình nguyện viên kiểu thành đoàn đối vật, xin lỗi các thầy cô, toàn thành tích xuống, chả dạy được cái gì. Thậm chí thầy ơi cứu em có thai được 2 tháng, đi thực tế mà chém nhau luôn, trình xã ra. Dạy họ học như thế nào là rất quan trọng, thực tập như nào là quan trọng, rất quan trọng luôn. Như thế nào là câu hỏi khó nhất, và học này chi phí mất bao nhiêu tiền bạc, thời gian, công sức? Các bạn cứ trả lời cho tôi được 5 W questions và 2 H, how much và how, được chưa? Tôi cá luôn là nhiều bạn ấy không nhằm quan tâm, tôi cá luôn, mặc dù hôm nay ngồi đây cho nó vui, nhưng chắc chắn cho có nhiều bạn quan tâm. Và tôi cũng cá luôn là nhiều bạn biết việc này rồi nhưng làm chưa, và làm như thế nào? Học thầy dạy hết, được chưa? Đây là một ví dụ. Tôi cũng trở thành một bác sĩ, tôi phải học giỏi toán hóa sinh, tốt nghiệp đại giỏi, tôi có đủ hết vào trường y, được không nhỉ? Tốt nghiệp loại khá, đủ đàn vào, hợp tôi là khá, là đến trên đầu ngón tay. Không phải sinh viên như các bạn bây giờ còn khá là giỏi đâu, không phải vì các bạn học giỏi đâu, vì rất nhiều những thứ tính là xong, tôi không tiện nói ra. Sinh viên đến học, đến đây là sinh viên của chỗ tôi, em tốt nghiệp loại giỏi, tôi không quan tâm. Mày có gì? Nói cho anh biết. Bọn tôi là gì ngủ không quan tâm các bạn, bằng khá, bằng giỏi, bằng chúng mình không quan tâm. Chỉ nhà nước mới thích đẹp, cái bằng giỏi, khá bằng giỏi. Mà khá nhiều thì có sinh viên, phải là giỏi. Điểm mà tôi cho điểm sinh viên, thậm chí là điểm thì tay tôi, tôi giữ giàu này được, giàu bộ giữ hết. Các thầy cô qua bảo, có sao em cho điểm cao, điểm có gì đâu mà không cho, quan trọng nó là cái gì, đúng không nhỉ? Đây câu chuyện, đây là tôi dạy chấm điểm hai kiểu. Thế thì trở thành bác sĩ tưởng sung sướng, 6 năm ra trường của tôi, ra trường không nghĩa gì cả, 3 năm nữa học 10 năm mới được gọi. Còn nếu mà là bác sĩ ngoại khoa nhá, mày phải 10 đến 15 năm. Các bạn học 4 năm ra trường, tiếng Anh thì bậc 3 phủ,
Tiếng Nga thì một ba con bom. Máy tính thì một thao một thua, chả biết. Viết email không xong, sinh viên trường cô mà bây giờ cả giáo viên như thế, viết email không biết viết không? Không biết viết email. Tôi không biết là chỉ là tao có dạy các bạn kỹ năng viết email không? Đấy là kỹ năng cực kỳ quan trọng khi đi huấn luyện. Viết email không xong, ôi mình đọc CD luôn. Các bạn ạ, kỹ năng viết email đừng có đùa đấy. Nhiều giáo sư tiến sĩ không biết viết email luôn. Tôi khẳng định luôn, bởi tôi nhận email của họ rất nhiều khi mà làm tư vấn cho tôi và làm trao đổi công việc cho tôi. Rất tệ. Thế giờ từng đấy chúng ta đang ở đâu? Liệu thằng nào được tuyển được không? Được không? Ai sẽ là người ở bên các bạn trên con đường học tập và xin việc? Trả lời chúng tôi là thầy cô, ai nữa? Bạn bè, ai nữa? Gia đình, đúng rồi. Văn vương miền hoa học. Ba mẹ ơi, tôi yêu ba mẹ lắm. Chả liên quan đến vương miền hoa học. Vấn đề giáo dục chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn của toàn cầu. Mình, bản thân mình này, không phải cha mẹ, không phải thầy cô, không phải bạn bè, mình là người quyết định. Các bạn nghĩ không nhỉ? Cứ nghĩ rằng thầy cô dạy mình nhưng không thầy cô, các bạn vẫn học được. Không có cha mẹ, tự đi vào làm kiếm tiền và đi học. Tất cả bao nhiêu bạn sinh viên ở đây, hầu hết các bạn có smartphone. Đấy chưa? Và chắc chắn nhiều bạn điện thoại đẹp hơn của tôi luôn. Cầm vào tay điện thoại nó rất cùn. Nhưng nó làm việc cực kỳ trách nhiệm, tao chịu trách nhiệm. Và tôi học cùng thằng Tây xếp tôi. Nhân viên sai. Nhân viên sai á, nó đối tác học cho mặt. Tao sử dụng, tao xả. Cô làm sai nhưng nhận lỗi xin lỗi đi. Người Việt Nam xếp toàn bộ lỗi cho nhân viên. Các bạn học trên mạng là đấy nhỉ? Vụ bác sĩ rồi vụ nhân viên xếp qua nhận lỗi đâu. Toàn bộ cho nhân viên. Hèn vô cùng tập. Nhân viên lắm. Thời của tôi học là sai là gì? Lấy tẩy, chống nước bọt, tẩy rách cả giấy. Nó tạo ra cái văn hóa của người Việt mà không ai dạy về lòng tự trọng. Đó là che giấu tội lỗi. Đã có thầy cô giáo nào dạy các bạn thế đâu. Còn bây giờ dạy là gì? Sai, gạch, biết sao thì bạn. Những việc rất nhỏ như vậy không ai dạy các bạn. Để nói lên là khi đi làm việc, tinh thần trách nhiệm là một thứ vừa quan trọng để bạn phát triển. Cực kỳ quan trọng luôn. Và các bạn hãy nhớ, chính bản thân các bạn, chứ không phải thầy cô, bạn bè, cha mẹ hay ai đó nâng đỡ các bạn đâu. Chính bản thân các bạn. Các bạn hãy nhớ điều đấy. Các bạn phải có đủ cam giác. Tôi nói với các bạn, cho một con người đi làm, đầu tiên là phải có cái gì nhỉ? Kiến thức, dai là gì nhỉ? Kỹ năng và thứ ba là kinh nghiệm. Hãy nhớ là cái đấy. Đó là nền tảng của các bạn xin việc. Và thêm một yếu tố đỉnh cao trong đó, đó là tinh thần trách nhiệm. Và luôn nhớ trên đường đời các bạn phải tự đi bằng đôi chân của mình. Đừng trông cậy vào ai khác. Nếu có là may mắn, còn không ta là tài. Ok chưa? Và để kết thúc cho buổi nói chuyện hôm nay, cho đến tận bây giờ tôi nói là tôi là một dân nhà, nhưng tôi chịu bình ảnh này luôn luôn gây cho tôi sự cảm động rất là sâu sắc. Các bạn biết ai không? Sơn Mạnh, các bạn rất giỏi. Dì Mạnh à, Dì Mạnh. Bạn đá vị trí. Khi mà trận đấu U23 diễn ra ở Thường Châu, tôi nói như là tôi vẫn nổi da gà. Hình ảnh một người con nước Việt mặc áo đỏ, cắm lá cờ đỏ sao vàng trên đất tàu. Bọn tao đã làm được điều này. Cực kỳ nghiêm trọng. Và đây là tự hào. Nó không nói rằng biết bao nhiêu thế hệ trước không làm được. Nhưng ở đây này, bằng sự nỗ lực của bọn tao, người Việt Nam mình đâu có lạnh được. Chịu lạnh được giỏi, các em vẫn chịu lạnh. Nó đá hăng say nhiệt tình. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng với màu đỏ ở trong tuyết rơi trắng xóa trời của Thường Châu.
Thời gian của Việt Nam là rất nhiều thứ. Và các bạn sinh viên của Đại học Thăng Long là con em của đất Việt, không phải suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Mà các bạn là mình làm gì cho bản thân mình chứ không phải cho bố mẹ. Ok không? Cảm ơn tất cả các bạn đã banh vô tay nhìn. Tôi không biết có câu gì để làm việc với các bạn đâu không? Biết đâu vào ngày này trời tôi là tuyển dụng các bạn. Các bạn có hỏi gì không? Ok, xin lỗi, mình có vài phút. Xin lỗi, cho em nó hỏi, xin lỗi là quá đà. Một câu hỏi thôi nhỉ, tôi bị đuổi ra khỏi trường. Em chào thầy ạ. Bữa nay thì em có nghe thầy nói về cái quản lý cảm xúc, em thấy rất là biết thêm được đấy ạ. Thì hiện tại thì em không biết thế làm được. Thì đúng là khi mà trường học thì trước giờ bọn em được dạy những cái đấy ạ. Em muốn thầy nói thêm một chút về quản lý cảm xúc khi đi làm ạ. Ok. Cảm ơn bạn. Câu hỏi của bạn hay và khó, nhưng mà tôi xin phép tôi không thể ở đây được vì ở đây không phải là buổi dạy về kỹ năng, được không nhỉ? Bạn ấy trên mạng, bạn có thể gõ tìm nội dung về kỹ năng kiểm soát cảm xúc, có rất nhiều người dạy. Cái quan trọng của bạn học đó như nào, tôi hy vọng trường Đại học Thăng Long sẽ dạy cho bạn kỹ năng đó. Và rất nhiều người đừng tự mỗi người bảo là tôi dạy kiểm soát cảm xúc giỏi, tôi giỏi đấy không. Các bạn biết cái lý và áp dụng là quan trọng. Và cái ví dụ lúc ấy tôi nói với các bạn đó là cãi với chủ xong là giận, trả ghét cho bố về không làm. Đấy là cách các bạn đi tìm câu trả lời khi mà học về kỹ năng cảm xúc. Một, tôi là ai? Bởi vì nếu bạn là nhân viên, bạn là sếp rất khác nhau. Cái thứ hai là tôi cần gì? Và cái thứ ba, tôi muốn gì? Thì tôi phải làm như thế này. Từ đó bạn sẽ biết kiểm soát cảm xúc tốt. Ok không? Xin đội ơn tất cả các bạn đã chịu khó ngồi đây quá giờ để làm công việc. Tôi hy vọng vào ngày đẹp trời đó tôi có cơ hội gặp lại các bạn. Cảm ơn ban giám hiệu của nhà trường, các thầy cô giáo, chị Quỳnh và anh Thành đã hỗ trợ cho tôi. Xin lỗi các bạn làm quá giờ.